Video này chỉ dành cho những bác nào biết xài nha. Nói rõ luôn, bác nào biết xài thì hãy coi video này. Bởi vì nó là một cục sắt rỉ. Nói trước luôn, bác nào biết xài hãy coi. Thì bình xăng, bên em sẽ đấu nút bình xăng. Đó. Bình xăng nó đây, sẽ đưa của con này, đưa qua bên con này. Rồi, có nghĩa là bình xăng là giải quyết xong. Và chế xăng là nguyên rin, chế can hin. Đây là một cục sắt rỉ nha. Và bán với giá là 2 triệu. Nói trước luôn để khỏi mất lòng. Đây test máy. Mọi người nghe tiếng máy đó là mọi người hiểu cái máy thôi. Và em bao được những gì? Em bao con này là một con máy ring, một con máy hơi hám cực kỳ đỉnh luôn. Đây là một con T170, dòng máy huyền thoại nha. Em ru luôn. Bán này nó mới vui. Thấy không? Rất là đỉnh. Đây mọi người coi, con máy rất ít dùng nha, dây nó không hề dính gì đâu. Và dành cho những bác biết xài thôi, những bác không biết xài thì đừng coi và đừng ném đá. Nghe nha. Em ra nơi dành cho những bác nào biết xài thì hãng coi. Bác nào biết xài thì hãng coi. Bởi vì con máy người ta là một con máy chưa hề dọn. Chưa hề dọn. Đó. Thì nó như thế này. Thấy không? Dòng T170, dòng máy huyền thoại, em bao mọi người, em dám bảo hành mọi người xài nhất nhất cho đàng hoàng, em dám bao con này 3 năm. Bao 3 năm nha. Không bao giờ có chuyện trục trặc trục chiếc gì hết á. Em ba dám bao vậy luôn. Nguyên rin con này là một con máy rin từ đầu đến đuôi, toàn bộ là nó mốc. Đó. Và đây là một cục sắt rỉ. Bán với giá đúng 2 triệu nha. Ai coi được thì alo. Đó, không cần nói gì nhiều, em mua bán là vậy đấy. Được. Là bên em bao những gì? Bao tay lái đầy đủ. Chỉ tay lái thôi nha. Bao bình xăng. Đấu có lọc xăng đàng hoàng. Rồi bao ship tận nhà cho mọi người. Rồi ok. Mọi người coi được thì ủng hộ. Đây là một T170. Dòng máy này là dòng máy huyền thoại rồi. Không cần bàn cãi gì rồi. Thì anh nào biết thì hãng mua. Còn anh nào không biết thì tốt nhất là không nên mua. Bởi vì nó ngon quá. Mua một lần mà ngon quá. Sợ em không có đồ em bán. Đã mua lần mà ngon quá kêu anh ơi cho em đặt con y xì vậy thì rất là khó để có được con như thế này. Nói trước luôn để khỏi mất lòng. Nên là anh nào biết thì hãng mua, còn không biết thì đừng có mua. Đấy. Mua là anh không biết là mua đại đại về chúng con máy ngon quá lại là làng anh ơi chết mẹ kêu em sao có máy mà em bán nữa. Nên là thành ra là thông cảm. Nên là máy này chỉ dành cho những anh biết thôi nha. Coi hết video mọi người mới hiểu được. Còn nó danh giá hay không thì những người nào đã xài là tự hiểu. Chứ không cần em bàn cãi. 36 ly 33cc. Con này piston 36 ly 33cc và tâm to bố lớn. Chưa đấu công tắc nha. Công tắc nó bị hư em rồi bấu công tắc rin luôn nha. Đây. Đây tắt là em tắt cái này. Đấy. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video. Một cục sắt rỉ với giá 2 triệu nha.